đến với Radio gửi bạn một cái ôm của tủ sách New Me chữa lành tái ebook. Mình là Gió Đông, người đọc lại đôi lời tâm tình từ những lá thư ẩn danh và gửi đến bạn vài điều ấm áp từ trang sách như một chiếc ôm. Tại đây, hãy cùng xoa dịu những tổn thương không thể tỏ bày bạn nhé. Vì sao lại là một cái ôm? Mình vô tình đọc được bài viết rất dễ thương của Uy Lê trên Vietcetera với tiêu đề "Hôm nay mình cần một cái ôm khẩn cấp". Bài viết ấy đơn giản như trang nhật ký kể lại câu chuyện anh trao cho người ngoại quốc đang trong lúc hoảng loạn một cái ôm. Nhưng những dòng cuối đã khiến mình chững lại. Mở lòng là chuyện tưởng dễ mà khó. Phải chi những lúc yếu đuối nhất, mình có thể bước ra giữa phố, treo một cái bảng ngang thân, ghi chữ "Tôi cần một cái ôm khẩn cấp nhỉ". Và mình nghĩ, người lớn như chúng ta đôi khi chẳng cần gì cả. Chỉ ước có ai đó ôm mình trong im lặng, để tất thảy muộn phiền được chảy ra, trôi tuột ra khỏi cơ thể đã gồng gánh bấy lâu nay. Những nỗi lo như cơm, áo, gạo, tiền. Từ đó, Radio gửi bạn một cái ôm ra đời. Mong rằng những nỗi buồn của bạn sẽ được trân trọng, bởi mình tin rằng những nỗi đau sẽ được làm dịu lại bởi tình yêu thương. Nỗi đau càng lớn thì càng cần tới nhiều tình thương hơn nữa. Sau cùng, cảm ơn vì bạn đã ở đây.